hồi đấy em có người yêu rồi cho nên nhìn thì đẹp trai thì thích thôi nhưng không làm gì. À, tức là hai người đều có người yêu rồi. Hôm mà đặc biệt luôn, trước chú sau em dần dần thành vợ. Đó là đúng với cái cặp đôi này luôn nè. Trên tay em cầm đủ nước hoa, vợ em nhìn thấy sướng lại quá, hét âm lên. May quá là em bịt miệng lại không thì hàng xóm mới đang ngủ. Anh lãng mạn lắm, em hỏi anh muốn như nào, anh bảo là miễn sao em thích là được. Vợ em là lưỡi hứng, làm đủ trò. Là đùa cho xong rồi quay lên hỏi anh có thích không? Em bị xấu hổ. Và bây giờ thì chúng ta hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Giống công chúa với hoàng tử ghê luôn. Giống á, quá á. Mới đang định khen mà chị Dân khen trước rồi. Hai em giới thiệu về mình đi. Và em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng toàn thể các vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Bạch Quang Lợi, năm nay là em 34 tuổi. Công việc chính của em là chuyên viên kinh doanh tại hệ thống siêu thị. Còn nghề phụ của em là phụ vợ việc kinh doanh. Nói chung là cũng kinh doanh hết á. Là vợ là kinh doanh riêng một cái ngạch khác mà, đúng không? Còn em? Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Xin chào toàn thể các vị khán giả. Em xin giới thiệu em là Trịnh Thị Hoa. Năm nay em 26 tuổi. Em quê ở Hà Nội ạ. Công việc của em là bán chè thôi ạ. Bán chè à? Bán chè, bọn em là chè thương hiệu chè Ngọc Thạch, chè ăn đá đấy. Chè lạnh đúng không? Vâng. Mà tụi em là hiện tại là đang ở Sài Gòn hay là ở đâu? Em sống ở Hà Nội ạ. Tụi em vào đây quay chương trình vào trong vâng. Sau. Rồi bây giờ lần đầu tiên mà em gặp cô chủ này là ở đâu? Lần đầu tiên thì em được gặp vợ em là một người bạn của em, học cùng với cả lớp vợ đại học. Lớp của vợ em có tổ chức một buổi đi tham quan ở Yên Tử. Là em được bạn em rủ đi cùng, đi thì lên đấy thì có gặp vợ em, thì ban đầu thì ấn tượng của em đối với vợ em là nhìn vợ em cũng rất là cao ráo xinh xắn, trắng trẻo và trông rất là hiền lành. Tức là cái ấn tượng đầu tiên em gặp vợ là xinh xắn, cao ráo, em có thích không? Thực ra thì lúc đấy em cũng có người yêu rồi nên là em cũng thấy vậy hả? Thích thì có thích nhưng mà mình chỉ để đấy thôi. Cũng hơi xinh xắn chút xíu. Là em có người yêu rồi đúng không? Em có ấn tượng gì về cái nhan sắc của anh không? Ủa đẹp trai cho anh hỏi, nhìn chồng em như trai Hàn Quốc ấy. Đẹp trai, tức là ấn tượng đầu tiên của em là đẹp trai. Rồi, nhưng mà lại đi cùng cái đứa lớp em, đứa đấy lại con gái, em cứ nghĩ là người yêu của nó cơ. Hồi đấy em có người yêu rồi cho nên nhìn thì đẹp trai thì thích thôi nhưng không làm gì. Tức là hai người đều có người yêu rồi. Hôm ý không biết tên cơ, cứ gọi thấy già hơn, thấy mọi người gọi là chú, mình gọi là chú thôi. Sau này em mới trêu, em bảo là đấy, mọi người vẫn hay nói câu là trước chú sau em lèm bẹt hình vợ ấy, thành thật rồi. Mà đặc biệt luôn, trước chú sau em dần dần thành vợ. Đó là đúng với cái cặp đôi này luôn nè. Sau đó thì về các em có liên lạc với nhau không? Tại vì hôm nay em là người cầm máy ảnh. Thế là em chụp ảnh cho mọi người, thế là em cũng chỉ add link của vợ em, gửi ảnh cho vợ em thôi, cũng không trò chuyện gì cả. Sau khoảng một thời gian thì em cũng lập gia đình ạ. Thế à? Vâng, em cưới vợ. Sau cái lần mà xuống núi đó bao lâu thì cưới cái người đó? Em khoảng 6 tháng. 6 tháng ạ. Rồi lúc các bạn này có biết không? Em cũng biết nhưng em thấy bình thường lắm. Nhưng mà em đám cưới với vợ trước như vậy thì sao lại lại đến với cô này? Thật là em kết hôn thì được khoảng 2 tháng. Thì em cũng có một cái lý do rất là tế nhị và cũng khá là đặc biệt. Thì sau 2 tháng thì em mới phát hiện rằng là cô vợ đấy của em là có vấn đề về giới tính. Tức là cô không có yêu đàn ông hả? Không, tức là khi lấy em về xong rồi cô mới thực sự phát hiện là mình bị về cái vấn đề về như thế. Tức là sau khi lấy em về thì tự nhiên vô tình được gặp em đấy thì cũng quen từ lâu rồi. Em cũng gặp rất là nhiều lần rồi nhưng chỉ nghĩ là hai chị em chơi thân với nhau thôi. Vợ em thì rất là cá tính, tóc thì tomboy, ngoại hình các thứ rất là cá tính mạnh mẽ. Lúc lấy em về em cảm giác vẫn cứ em như bình thường, nhưng mà phụ nữ bình thường cũng ghen cũng yêu như bình thường cả, em cũng không nghĩ gì cả. Dần dần em thấy vợ em bắt đầu tự nhiên sau 2 tháng thì tự nhiên vợ em thấy có đồ rất thay đổi, em thấy biểu những biểu lại, ví dụ như là cái bạn nữ đấy về quê lại mua quà tặng cho vợ em. Vợ em thì như lại có hôm thức đến 2 giờ đêm là quà handmade tặng cho bạn gái đấy. Mà sau dần dần tự nhiên nó cứ cảm thấy tình cảm vợ chồng nó cứ nhạt dần. Thế là em mới cố gắng tìm hiểu. Một lần vô tình em đi làm về, vợ em là lúc cơm dưới nhà. Thế là em mới lên trên nhà để em cất đồ, em thấy cái điện thoại vẫn để ở bàn.
Thế là em mới cầm điện thoại vợ em lên xem tin nhắn của vợ em nói chuyện với cả bạn kia. Và đúng là sự thật là thế. Nhưng mà em coi như em không biết gì cả. Đầu tiên em nghĩ là chắc là bởi vì là vợ em bị lôi kéo cái gì đấy, chứ không phải là bởi con người vợ anh bị như vậy. Xong bạn ấy bảo hứa sẽ không gặp vợ em nữa. Vợ em cảm thấy là mình ai lấy và có lỗi với em ấy. Thì vợ em mới bảo là bây giờ là muốn tạm thời tách một thời gian để vợ em suy nghĩ xem thực sự là vợ em, con người vợ em là như thế nào. Sau một thời gian thì về cũng bảo với em là em nói thật anh là bây giờ là em ngày xưa em yêu anh là thật lòng, em cưới anh cũng là vì tình cảm chứ không phải là vì gì cả. Còn nhưng mà gặp em đấy em có thể có tình yêu em bao nhiêu tình yêu hay em có thể sống chết với em đấy, em không thể sống thiếu em ấy được. Nên là tôi mong anh rất là thông cảm cho em. Em cũng muốn anh là tìm được một người hạnh phúc nào tới tốt hơn để cho anh đỡ phải khổ. Thì em cũng không biết nào cách nào cả nên là phải đành phải chấp nhận. Chị thấy về này, thực ra là cái chuyện nó cũng đã qua rồi. Và thực sự cái chuyện mà tình yêu thì mình không thể nào trách được nếu đó là một tình yêu thiệt. Đúng rồi. Cho dù là ở giới tính nào đi chăng nữa. Thì cái vấn đề ở đây mình muốn chia sẻ là chị đoán có đúng không nha? Sau đó thì em bị suy sụp đúng không? Em suy sụp và em cái người mà em tâm sự là vợ của em bây giờ đúng không? Thì cái cơ duyên đó thì hai bạn mới đến với nhau đúng không? Chị rất muốn hỏi vợ của em là cái thời điểm mà anh tâm sự về cái hoàn cảnh của anh như vậy thì cảm giác em sao? Em có tin không? Hay là em nghĩ đây là chiêu trò để mà anh tiếp cận em? Thực ra hồi đầu mà lúc mà anh quay lại mới nhắn tin cho em ấy, mọi người bảo là anh là cũng đào hoa các thứ cho nên là đừng tin vội. Anh cũng không nói rõ sự thật đâu. Sau mãi về sau phải quen nhau được tầm 2 tuần bắt đầu anh mới thổ lộ thật là nhà anh là có vấn đề. Hồi đấy mình cũng chỉ khuyên thôi. Sau một thời gian anh mới nói thật như thế thì em thấy thông cảm. Từ lúc sau biết đấy là cảm giác là đồng cảm, là yêu nhau luôn. Yêu luôn sau 2 tuần lễ đúng không? Rồi sau đó bao lâu thì hai em mới chính thức là quen nhau? Thì sau khoảng vài tháng ấy, đúng hôm đấy là hôm 13 tháng 2, lúc đấy là khoảng 11 giờ đêm. Hôm đấy em chuẩn bị hết cả bánh sô-cô-la và bóng bay các thứ đồ quà. Em đứng sẵn trước cửa nhà trọ, phòng trọ của cô ấy. Đầu tiên em mới nhắn tin cho vợ em như này. Em bảo là bởi vì cái hoàn cảnh của em như thế, em cảm thấy là em chưa xứng đáng với cô ấy, mong cô ấy muốn tìm một người khác tốt hơn. Rồi sao nữa? Cô có trả lời em không? Một lúc xong vợ em nhắn tin lại. Tại sao để anh để cho em yêu anh rồi? Mà anh mới lại nói với em nói cái vậy. Điều đó. Chú em nghĩ là thật không? Có chứ chị. Lúc đó là em khóc thiệt luôn đúng không? Vâng, khóc nhiều. Tức là lúc đấy, luôn. Em nghe từ khóc nhưng mà em lúc đấy em thấy phải cố nhịn. Đúng 12 giờ em gõ cửa. Trên tay em cầm đủ nước hoa. Vợ em nhìn thấy sướng lại quá. Hét âm lên. May quá là em bịt miệng lại không thì hàng xóm mới đang ngủ. Qua đời từ đấy em yêu nhau. Bây giờ vô tới câu chuyện coi như là mạch lát đi tính ở đây này. Trong 4 năm ở với nhau bây giờ cũng đã có con rồi. Có những cái tật xấu gì lòi ra không? Anh ấy này đẹp trai ngời ngời như Hàn Quốc vậy đó. Vậy anh ấy có tật xấu gì không? Đẹp trai nhưng mà lôi thôi. Quần áo anh thay ra nhưng không bao giờ anh vứt vào trong chậu trong phòng tắm để giặt. Mà em là phải đi ngửi nách từng cái áo. Cái nào mà hôi lách em phải mang vào giặt. Cái thứ hai là chơi điện tử. Như là vợ chồng em cãi nhau chỉ xung quanh vấn đề đó là chồng em chơi điện tử. Ui dồi ôi, anh ở chơi mà đến lúc mà em đẻ rồi phải đi ở nhờ nhà anh chị chồng. Bởi vì hồi đấy là nhà em đang làm nhà. Thì ở đấy có một cái lan can nhỏ như này này. Em phải tránh điện tử, tránh máy tính bởi vì là như thế là hại cho cả con. Anh ấy lôi ra cái lan can bé bằng này, anh ngồi không có bàn biếc gì cả, anh kê cả một bộ máy tính dàn cây đấy, anh ngồi anh chơi luôn cả đêm được. Trời ơi. Không cần quạt, không cần gì. Vậy em nặng như vậy hả? Đi lại mọi người. Tiếp theo đi em. Anh này nhiều bạn thân là con gái lắm, nói chung là mỗi lần đi ra cửa này em lo. Có đợt không biết là đi chơi hay đi hát với bạn về, em ngửi thấy áo là nhiều mùi nước hoa lắm chị ạ, mà chồng em không xịt nước hoa đâu. Hôm ấy em về tức em lấy hết cái quần lót của anh ấy trong ngăn kéo. Em ra em cắt hết đúng, cái nào em cắt đúng tầm 4 phân thôi. Em không bao giờ mua quần lót mới cho. Mặc ngần đấy cái quần lót rách. Đi ra đường em yên tâm, em không sợ nữa. Nói thật với anh chị em là mới mua. Ngay đến tận bây giờ hôm nay em mới biết cái vấn đề bảo chị, em cứ bảo chị cứ lại mấy cái quần của mày có làm cái gì đâu mà cứ rách đúng chỗ đấy, không hiểu tại sao lại rách đúng chỗ đấy. Đúng cả 4 phần. Đến tận bây giờ hôm nay em mới biết được lý do. Bây giờ biết rồi đúng không? Cắt 4 phần. Cắt hết thì ăn thua gì? Không phải, tại khi cắt ở dưới đúng á chị ạ. Cởi ra là giả dụ như có đi chơi đâu hay có muốn làm gì, giả dụ quen cô nào mà có gì đấy. Không. Đấy thì không dám tụt quần ra. Bây giờ quần là quần mình lót rách rồi. Trời ơi, vậy đó hả? Dễ thương quá vậy. Mới biết cái chiêu này luôn. Chà, có khi nào nên bắt trước không ta? Rồi còn gì nữa? Nãy mới bây giờ để đó. Hỏi cái chuyện này nè. Anh ấy là đẹp trai như Hàn Quốc, tỏ tình như Hàn Quốc,
Rồi anh hỏi nghe, trong cái chuyện vợ chồng á, anh ấy có lãng mạn như Hàn Quốc không? Anh lãng mạn lắm, em hỏi anh muốn như nào, anh bảo là miễn sao em thích là được. Anh không quan trọng, cứ em thích thôi. Em buồn cười như này, tức là cái hôm đấy thiên nhiên thế nào, vợ em lại lưỡi hứng, làm đùa cho. Làm đùa cho xong rồi quay lên hỏi anh có thích không? Em bị xấu hổ. Làm thế thì ai chẳng thích, nhưng mà cứ bắt em phải trả lời được. Làm xấu hổ chứ. Anh thích không thì sao còn làm chứ. Anh đẹp trai em muốn là anh thích, thì lần sau anh mới không có cơ hội, anh không muốn ra ngoài tìm nữa, phải vợ ở nhà thích mới được chứ. Anh không trả lời. Rồi bây giờ tới em rồi. Tính của em là vẫn còn trẻ, hay phụng phịu, hay là dỗi, hay khóc nhè. Có ai giận hơn nhiều không? Em có chứ, nhưng mà em giận là chồng em phải dỗ, mà dỗ là đưa đi ăn thì là hết. Vợ chồng em nói chung là ngày nào cũng giận nhau được. Cô bé dỗi hờn. Trong còn gì nữa? Em thì ghen khủng khiếp vậy. Ghen. Tức là cái đối tượng nào mà có kiểu dạng là nguy cơ nguy hiểm là dùng Facebook của em mà chặn hết tất cả những người đấy. Sau đùng cái tin, nhưng có hôm bạn em nhắn tin vào chứ anh ơi sao lại anh lại chặn Facebook em. Ô xanh có biết gì đâu, dở ra một loạt chặn Facebook, không hề biết là tên nào. Biết Facebook xong rồi ghen như này, có một câu chuyện như này. Cái hôm đấy bạn đồng nghiệp của em này biết vợ em rất là ghen. Thế là cố tình hôm đấy mới trêu. Nhìn thấy là bình thường mà em đi làm buổi trưa hay ngủ thì hay ngủ với mấy bạn trai với nhau á. Bạn kia bạn biết tính ghen thì bạn chụp cái ảnh kiểu dạng đang ngủ thì hay mới gác nhau ngủ ôm nhau ngủ á. Nhắn tin gửi cho vợ em trêu bảo là hoa anh thấy thằng Lợi với cái thằng này là hai thằng suốt ngày buổi trưa ôm nhau ngủ. Thế là vợ em thích được tí thật. Về xong là tự nhiên là buổi tối hôm đấy thấy lạ lạ ngồi dở mấy cái hình mấy anh body sâu múi ra chị ạ. Body sâu múi ra bảo anh ơi ra cho anh xem cái này. Ra xem bảo anh nhìn thấy cái này có hấp dẫn không bảo. Thích, đáng yêu. Em thực ra là em biết là bạn ấy trêu rồi, cố tình em chọc cho vui. Sau đó bắt đầu mới bảo chứ anh có thể anh thật anh thích đàn ông không? Hôm đấy em có cho hai cái thế là. Ui em tẩn cho hai cái luôn. Úi dồi ôi chết chưa. Đấy là cho hết nghi ạ. Em mới nói thật ra bảo em mới nói thật bảo đấy bạn anh nó trêu em thế nó biết em tin thì thế. Ôi ơi. Rồi em có muốn vợ em thay đổi cái gì không? Em muốn là vợ em trưởng thành hơn thôi. Quản lý em bớt đi một tí, lớn lòng cho em thở một tí. Còn em sao, em có mong chồng thay đổi điều gì không? Em chỉ mong là chồng em đi ngủ sớm hơn thôi ạ. Trời ơi, hai đứa này dễ thương quá. Bọn em là chưa cưới nhau. Thực ra. Bởi vì là bố mẹ em vẫn đang phản đối. Lý do? Lý do là do chồng em là một đời vợ. Ban đầu là bọn em thống nhất với nhau là giấu bố em. Nhưng mà chồng em nhất quyết nói thật. Tại vì tính bố em là bố vợ em ấy, làm trong môi trường quân đội nên là rất là nghiêm khắc. Hoa thì bảo là bây giờ tính bố em thế thì tốt nhất là đừng anh nói vợ. Không nên nói, anh bảo không nên đấu giấu mà. Nhưng mà em cứ ngồi suy nghĩ bảo chứ có sao, mình cứ tâm sự thật và mong sự đồng cảm đến từ bố mẹ và mọi người. Tức là bây giờ tụi em vẫn chưa làm đám cưới luôn? Vẫn chưa, bởi vì tức là đây đi đăng ký kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Đăng ký kết hôn hồi đấy là bọn em là bảo thôi là cứ bầu đi, rồi là sau là về là để xin bố cho bố đồng ý cưới. Thế bảo em bảo bây giờ muốn bầu phải làm đăng ký kết hôn, em phải băng đăng ký kết hôn sau rồi em mới bầu. Là có đứa con rồi? Có đứa con rồi. Bây giờ cháu là cháu trai hay cháu gái? Cháu là cháu gái. Gái. Cháu gái được mấy tuổi rồi? Cháu được gần 4 tuổi rồi. Bố tên gì vậy? Bố tên Thạch ạ. Nó để chị nói chút xíu với bố nha. Anh Thạch ơi, nếu như mà anh có xem chương trình này á thì anh có thể mở lòng được cho hai cháu không? Thực sự thì khi mà em tiếp cận với hai cháu thì em thấy là các cháu qua một thời gian sống với nhau mà cái sự viên mãn và hạnh phúc nó lộ ra trên khuôn mặt luôn. Con gái của anh hiện giờ em nghĩ là đang có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Và con rể của anh thì nếu như đúng cái chia sẻ tâm sự của rể thì em thấy rõ ràng đây là một người đàn ông rất là trung thực. Thì xin anh chị là mở lòng để cho các cháu có một bữa tiệc cho tất cả bạn bè của hai cháu cũng như là gia đình hai bên, hai họ có một sự công nhận chính thức đối với các cháu. Thay mặt cho chương trình rất là mong anh mở lòng với hai bạn trẻ rất là đáng yêu này. Em cũng mong là như thế. Em cảm ơn anh trước. Và để tiếp lời với chị Vân, anh nghĩ rằng là em và Hoa cũng nên nói với bố một lời gì đó. Dạ vâng. Thông qua chương trình thì bọn con cũng xin được gửi lời bố tới bố, thì bọn con cũng là người có con rồi, bọn con rất hiểu là cái mình cũng luôn mong muốn một điều tốt đẹp nhất cho con cái. Thế nên là bọn con có làm sai rất là mong bố bỏ qua cho bọn con và bố tổ chức cho vợ con được một đám cưới trọn vẹn cho cả gia đình hai bên, cho vợ con được gọi là toại nguyện mọi điều. Con xin cảm ơn đến chương trình. Anh Bài Hoa,
qua chương trình em muốn nói với bố rằng là mong bố là chúc phúc cho bọn con và tổ chức cho bọn con được một đám cưới. Thế là mọi điều được viên mãn hết rồi. Nói nghe nè, bây giờ cái điều đầu tiên á, là chương trình muốn chúc tụi em á, là tụi em sớm có một cái đám cưới đúng như ý. Và bố sẽ tha thứ, bố sẽ hiểu, bố đồng cảm, rồi bố đồng ý cho tụi em. Đó là cái điều mà chương trình rất mong muốn. Còn về phía cuộc sống của tụi em bây giờ thì thực sự đã 4 năm trải qua rồi, có một đứa con rồi. Tất cả những cái điều mà kể ra đây thì nó cũng đã xong rồi đúng không nè? Thế nhưng mà cái điều mà vợ em mong muốn là em bớt cái điện tử lại. Theo chị là đúng đấy. Thì dành sức khỏe cho vợ, mà vợ thì mới 26, thua mình tới 8 tuổi lần. Để sức mà ấy đi, thì không mà chết. Đấy, chết nhá. Còn với em, anh cũng có một cái nhu cầu là em nới lỏng ra một chút trong cái vấn đề mà gọi là quản lý người đàn ông này. Mình sẽ không phải là không quản, mà mình dùng một cái chiêu khác trưởng thành hơn, vững chãi hơn để mà mình quản lý. Có nghĩa là quản lý theo kiểu mà cái level cao hơn nha. Rồi chúc hai em trăm năm hạnh phúc vậy nha. Nhưng mà một năm sau gặp cô này ngoài đời rồi, đó. Con gặp bạn ngoài đời thì con sao, rụng rời không? Con gặp con đứng thì xa. Nếu mà xấu quá bỏ chạy. Đúng rồi, đúng kiểu vậy á. Có khi nào mà vừa chở mèo mà vừa chở bạn gái đi xăm dạo không? Dạ có. Chở mèo đi chữa bệnh xong rồi cái đi xăm dạo, cái để quên con mèo ở lại tiệm luôn. Con quyết định cưới là khi mà về nhà của ảnh á, xong rồi thấy ba đang ngồi cắm hoa cho má. Mà má mất từ hồi mà chồng con 3 tuổi rồi. Vậy hả? Vậy hả? Ba thương quá vậy. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Thủy Tiên, 28 tuổi. Nhưng mà cô coi con 18 cũng được. Hãy xem con như 18 tuổi thôi đúng không? Dạ. Con nói 28 mà con cũng ngại nữa. Sao vậy? Con không tin con 28 rồi. Trời ơi, tin điều đó à? Chú không tin chú 39 tuổi luôn đó. Dạ. Tin luôn. Hiện con đang làm trong ngành phun xăm thẩm mỹ. Về đào tạo và dịch vụ. Rồi, mời. Con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thuận. Con tên Nguyễn Đình Khường. Con năm nay 29 tuổi. Con là làm kinh doanh bán dụng cụ phun xăm với chú. Ông em biết tại sao họ quen nhau luôn rồi. Dụng cụ phun xăm. Em biết. Một cô gái đến mua dụng cụ phun xăm. Đúng. Không. Không, để cho ta đoán, để cho ta đoán đi. Rồi hãy nói. Như vậy đúng rồi. Không đúng rồi, không đúng rồi. Không đúng rồi. Thôi vậy nó tự nói đi. Thôi các con nói đi. Cái cơ duyên nào mà các con gặp gỡ nhau? Tụi con quen nhau là chồng con tán con trên Facebook. Còn sau này khi mà quen nhau và gần cưới rồi thì mới bắt đầu kết hợp để làm trong công việc thôi. Chứ còn trước đó là tụi con làm hai ngành nghề khác nhau. Trước đó là con làm nghề gì? Trước đó thì con cũng làm phun xăm, còn chồng con thì làm bên kỹ sư điện đó chú. Xong rồi sau đó thì cái lúc mà quen nhau thì con có nói là nếu như mà về mà nuôi heo cho mẹ con á thì con mới quen, con mới cưới. Thế là ông cũng nghĩ việc ông về ông nuôi heo cho nhà con thiệt. Ông coi nhà con ở đâu? Dạ nhà con dưới Đồng Nai. Là nuôi heo 2 năm, xong rồi công việc của con nó có chiều hướng đi lên á, thì chồng con mới ngưng để hỗ trợ cho con. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Lúc đó là nhiêu ta? 23, 24 tuổi. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà biết nhau trên Facebook đó là con bao nhiêu tuổi? Nó con nhỏ lắm, như con mới 16, 17 tuổi. Lớp 12. Lớp hè nó mới 11. Ồ, là cách đây 12 năm á hả? Dạ đúng rồi. Là lúc học lớp 12 hả con? Dạ. 12 lúc đó là cỡ 17 tuổi. Dạ 17. Là ông này 18. Dạ. Là lúc tụi con quen nhau qua Facebook. Dạ. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gặp mặt nhau ngoài đời? Vậy một năm. Trời vậy đó hả? Một năm gặp nhau ở ngoài đời đó, người thiệt, làn da thiệt đó, thì lúc đó thì con thấy anh này với avatar thì như thế nào? Con thấy mập. Nói chung là hồi đó con không có ấn tượng gì nhiều á, tại vì con cũng có xác định là quen để cưới. Mới mà xong rồi gặp nhau cũng chỉ để biết mặt thôi, vì tò mò muốn biết mặt thôi. Dạ đúng rồi. Con nghĩ là ông tò mò ông muốn biết mặt con nhiều hơn là con muốn biết mặt ông á. Rồi bây giờ Cường thì sao nè? Cường đó. Thì sao? Đợt đó là con cứ hay lướt Facebook á, hồi còn trẻ mà trẻ trâu, hay cứ lướt Facebook thấy gái đẹp, thấy gái đẹp là vô tiên liền đúng không? Dạ. Nhưng mà một năm sau gặp cô này ngoài đời rồi, đó. Con gặp bạn ngoài đời thì con sao, rụng rời không? Con đâu, con gặp con đứng thì xa, con gặp con đứng thì xa.
Tại con với bạn con, bạn thân con kiểu... Nếu mà xấu quá bỏ chạy. Đúng rồi, đúng kiểu vậy á. Đứng từ xa cái vợ con đang uống nước trong quán kêu ra đứng cái ngó cái đi mất tiêu. Là con với bạn con đi mất tiêu. Dạ đúng rồi, kiểu thấy ngoại hình được mới gọi, mới tiếp tục tìm hiểu. Gọi ra một cái, chỉ cần nhìn qua một cái rồi nó đi luôn. Vậy là không ưng đúng không? Ưng nhưng mà về nhảy nhắn tin ạ. Rồi mới về. Mới sao lên. Không tới nói chuyện luôn? Lúc đó là chưa chuẩn bị. Mắc cỡ. Về mới lên kế hoạch chiến lược, rồi chiến sao thuật. Nè. Đó. Về nhà rồi sao? Nhắn tin tìm hiểu được. Nhắn tới tấp luôn đúng không? Nhưng mà lúc đó kiểu quen chơi thôi á chú. Còn con á, khi mà tự nhiên hẹn người ta ra, người ta đứng uống nước xong rồi tự nhiên bỏ đi về, có quê không? Dạ không, dạ không. Ủa sao vậy? Tại vì con kiểu lúc đó con chưa có coi người đó là gì hết á. Kiểu như người ta muốn gặp để biết mặt nhau thì mình ra ra cho nhìn mặt cái thì thôi. Tại con cũng đang đi với bạn của con. Thì con kêu vậy thôi, đi vô với bạn nha. Cái ông đi. Nhưng mà về sau đó thì quen cũng không phải là vì yêu đâu chú. Kiểu lúc đó con nhận nuôi mèo á. Con cứ hay nhặt mèo về nuôi á. Rồi tụi nó ốm thì con rất là cần người để chở con đi chích ngừa rồi chích thuốc đồ này kia. Sao con mê mèo dữ vậy? Những cái con mèo, ví dụ người của mình có khả năng mình lao động, mình kiếm sống, mình lo cho mình, chứ nó không có cái khả năng để nó lo cho nó. Rồi con thương, con cứ nuôi vậy đó. Con chỉ mang mèo cơ nhỡ về thôi. Lụm không? Mèo lụm không? Mèo. Hiểu rồi. Con không có mang mua mèo đẹp. Hiểu rồi. Lợi dụng hắn. Tụi con không xác định lâu dài với nhau là trong bao nhiêu lâu? Dạ 4 năm. 4 năm chỉ có bâng quơ chở mèo, ủa chở mèo đi khám bệnh thôi đúng không? Là giữ mối quan hệ là 4 năm. Dạ đúng rồi. Cái năm nào á là ảnh về nuôi heo cho gia đình con là sau là đó là năm thứ tư đó đó con. Sang năm thứ năm á. Sang năm thứ năm là đi về nuôi heo. Dạ. Mà lúc đó con nói chơi thôi, tại vì ông này có một thời gian là ông đi về Bắc, ông đang tán con nhưng mà ông tự nhiên có một thời gian ông cắt đứt liên lạc luôn. Thì nói ra là lúc đó là ông tán không phải một mình con, ông tán rất nhiều người khác, ông tán rất nhiều người khác. Đó, thì có một trong số đó là nói là có bầu gì á. Cái ông sợ, cái ông đi về quê, ông trốn chú. Dạ, lúc đó là cũng trai trẻ trâu mà, sợ mà. Cái ông cắt đứt liên lạc với con luôn. Đến khi lòi ra là anh bé đó không có bầu. Cái mới đi vô lại. Thì lúc đó con quay trở lại. Con mới nghĩ trong đầu là con không bao giờ mà quen người như vậy hết á. Kiểu không thấy người ta có trách nhiệm á. Nên là về sau ông tán dai quá thì con mới kêu là không mấy khi nào về nuôi heo cho mẹ em đi thì em mới quen. Ai cũng về thiệt. Dạ. Nhưng mà con nuôi heo mà có được trả tiền lương không? Trời ơi sao mà em chị hay quá vậy? Cô đang tính hỏi đó. Con có được trả lương không? Dạ có. Mà lương cao không? Hồi đó chắc cũng cao. Cao mới làm đó. Vậy là một công đôi chuyện ha. Vừa được trả lương mà lại vừa coi như là cướp được con gái của nhà cô chủ luôn. Ủa nhưng mà là con là ở trong cái nhà nuôi heo đúng không? Đúng không? Rồi. Vậy là thường xuyên gặp nhau. Dạ. Rồi có phát sinh tình cảm luôn chưa? Thì đó, khi mà về nuôi heo cho mẹ con thì con mới phát sinh tình cảm. Kiểu con thấy heo nè. Dạ đúng rồi. Ảnh cho heo ăn nè, rồi thấy ảnh coi như là bồng heo này nọ đồ. Là làm hết tất cả các công việc luôn á. Và mẹ con cũng rất là ưng nữa. Lúc đó tụi con chính thức yêu nhau. Dạ đúng và rồi. Yêu mấy năm thì làm đám cưới? 2 năm. Trong khoảng thời gian mà anh ấy nuôi heo mà tụi con phát sinh tình cảm á, mẹ có biết cái điều đó không? Dạ biết chứ, tại vì trước khi mà anh về nuôi heo cho nhà con là con nói mẹ rồi. Lúc đó mẹ con nói con đăng lên Facebook tìm người làm thử thì con mới kêu thôi đừng kiếm nữa. Bạn con tới làm, cái mẹ con mới hỏi là bạn gì. Cái con kêu là người yêu con. Là lần đầu là ông tới là mẹ con ưng luôn rồi. Trong quá trình mà 4 năm mà chở đi chữa mèo á. Dạ. Thì tụi con có cái kỷ niệm nào dễ thương đáng nhớ không? 4 năm đó thì chắc không đâu. Trong 2 năm mà nuôi heo thì có kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Rất nhiều luôn á cô. Ví dụ một cái kỷ niệm nào đáng yêu nhất? 2 năm đó thì là cái khoảng thời gian mà con đi học nghề. Là chỉ có mình ảnh ở nhà làm cho mẹ thôi và nuôi mười mấy con mèo cho con nữa. Là chăm lo hết cho tụi nó luôn. Vừa nuôi mèo vừa nuôi heo luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nuôi mèo cho con có được trả lương không? Dạ không. Ông bị xoang nữa cho nên là cái việc nuôi mèo đó nó cũng ảnh hưởng sức khỏe nhiều quá chú. Sau 2 năm đó là đi mổ xoang luôn á. Trời ơi, tức là sau khi 2 năm thì cái nghề xăm của con phát triển. Lúc này con có tiệm chưa hay là sao? Dạ chưa, lúc đó con vẫn còn đang đi làm dạo. Ủa? Đi làm dạo mà biết là phát triển. Không. Đi xăm dạo á. Bé này đáng yêu quá. Không đáng yêu là nó đi xăm dạo mà nó phán đoán được là cái ngành của nó phát triển hơn là nuôi heo cho má. Thật ra là nghe đi làm dạo nó hơi ấy nhưng mà lúc đó con đi làm dạo giá 8 triệu rồi. Đó thì bắt đầu em cái từ xăm dạo thì mình nghe cái từ nó vui thôi. Chứ làm dạo nó kiếm tiền đàng hoàng mà. Tại vì lúc đó là quê con ở dưới Đồng Nai thì con lên đây là con chưa có cơ sở. Nên là con đi làm tận nhà của người ta á. Có khi nào mà vừa chở mèo mà vừa chở bạn gái đi xăm dạo không? Dạ có. Chở mèo đi chữa bệnh xong rồi cái đi xăm dạo cái để quên con mèo ở lại tiệm luôn.
dễ thương á. Vậy là mình không có nói đi xăm dạo mà mình nói là xăm tại gia. Có nghĩa là nghe nó sang xăm, hơn. Nghe nó sang hơn. Dạ. Nhận xăm tại gia khắp vùng miền đất nước. Đúng luôn, con đi xuống miền Tây luôn. Con đi tới Long Xuyên, An Giang luôn á. Hai vợ chồng đi xe máy. Dạ. Con đi xuống tới đó. Ấy còn cái khoảng thời gian đó thì ai chăm mèo cho con? Tụi con cứ đi đi về về mà chủ đâu có ở cố định đâu. Cứ ở đâu có khách là tụi con đi thôi. Ủa có khi nào mà xăm ra tới miền Trung với miền Bắc không? Dạ có đang ra Hà Nội luôn. Tới bây giờ các con vẫn xăm tại gia nếu như có khách yêu cầu đúng không? Dạ không, tại vì bây giờ con có bé rồi á. Với lại có tiệm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là ai thích thì đến tiệm thôi. Không, con vẫn thích đi làm dạo nha. Làm dạo vui rồi đúng không? Dạ đúng rồi, rất là vui luôn á. Có khi nào mà con đi xăm ở xa quá cái tiền xăng nó lấn qua luôn tiền? Dạ có chứ, thời gian đầu là nó luôn như vậy luôn á chú. Thời gian đầu khi con mới ra nghề là con đi làm có 500 ngàn một cái môi thôi. Là tiền xăng rồi tiền ăn uống là nó trừ hết luôn á. Dạ đúng rồi. Do đam mê. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái tay nghề, nâng cao tay nghề đúng không? Dạ hồi đó con chỉ muốn được làm thôi. Khi con ra tiệm rồi thì phải nói rằng là cảm ơn những cái thời gian mà chúng ta đi xăm dạo. Dạ đúng luôn, cho nên là tất cả những khách hàng của con thời điểm mà con làm trước đó cho đến bây giờ, chỉ cần người ta nói với con là đổi màu thì con vẫn làm. Dù giá môi của con bây giờ lên 25 triệu thì con vẫn không lấy tiền. Ồ vậy hả? Dạ tại vì không có họ thì không có con bây giờ. À có nghĩa là con vẫn bảo hành cái môi đó cho tới bây giờ luôn. Dạ không hẳn gọi là bảo hành nữa. Một phần nữa là con thích giữ gìn cái tác phẩm của con và cái chị đó cũng thích con nữa. Có khi nào mà xăm nhiều xô, xăm chạy xô mà mất thời gian mà mất ngủ luôn không? Dạ có, lúc nào cũng phải. Mà, ví dụ như mất ngủ thì mình sẽ không có tập trung được rồi xăm rồi nhiều khi nó xăm lệch lạc, có bao giờ bị xăm hư không? Dạ có chứ, hồi lúc mới ra nghề hư không chú? Bị xăm màu hoài đó. Cho nên là chỉ cần cái người đó nói là môi gì bị xăm màu là tới làm lại, không lấy tiền đâu. Nên là con mới biết ơn những người đó, tại vì thời gian đó con làm không có đẹp. Có những người con phải làm, con vừa làm con vừa sửa tới 4 lần cơ. Nhưng mà người ta vẫn cho con cơ hội để con được làm. Xăm đau không? Dạ đau chứ, hồi đầu mới học ra cái kỹ thuật của mình nó chưa tốt á, là người ta rất là đau luôn á. Mà phải sửa 3-4 lần luôn. Con thử được không biết hả? Bắt chồng làm vật thí nghiệm hả hay dạ, sao? Dạ. Cái chân xăm mày môi ông... luôn, hay là xăm chân mày? Xăm môi ạ. Cái chân mày ổng lợt quá, bữa nào đẹp ra xăm chân mày ổng đi. Sợ. Như vậy là tụi con bắt đầu yêu nhau từ cái lúc mà bạn này về nuôi heo. Rồi đi chở đi xăm dạo. Dạ. Sau đó là mấy năm thì làm đám cưới? Đi xăm dạo chắc khoảng 1 năm. Nhưng mà lúc đó con cũng chưa tính chuyện cưới đâu. Con nói thẳng là con chỉ muốn quen thôi, con không muốn cưới. Tại vì xung quanh con những cái cuộc hôn nhân của bạn bè, của người thân thì nó không có được hạnh phúc. Vì con sợ là cưới xong thì cái tình cảm nó sẽ khác đi á. Vậy thì cái lần đầu tiên mà tỏ tình á, là tỏ tình trên cái đường đi chở bạn gái đi xăm dạo hay là cầu hôn ở nhà? Trên đường á chú. Trên đường luôn. Trên đường chở bạn gái đi xăm dạo. Dạ. Nó mưa tầm tã luôn. Cầu hôn luôn. Dạ con nói đại thôi, mình cưới nói sao? Đi. Mặt là đang đi trên đường hay sao? Mình cưới nhau thôi. Ông chị kêu chứ cưới không có lãng mạn không có. Dạ không có gì hết, ông này không lãng mạn gì đâu. Còn không biết lãng mạn. Rồi đồng ý luôn hả? Dạ đúng rồi, đồng ý nhưng vội chứ. Con quyết định cưới là khi mà về nhà của ảnh á, xong rồi thấy ba đang ngồi cắm hoa cho má, mà má mất từ hồi mà chồng con 3 tuổi rồi. Vậy hả? Ba thương quá vậy? Dạ. Bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Ba con giờ 62 ạ. Mà bây giờ ông đang ở đâu? Đang dưới Đồng Nai. Ông ở dưới Đồng Nai ở với tụi con luôn hả? Dạ không, ba ở với anh lớn. Con nhìn thấy hình ảnh đó thì con nghĩ rằng là chắc chắn Cường sẽ giống ba. Dạ, từ ba nè, anh nè, chị là họ hàng xung quanh. Nói chung khi mà con tìm chồng á thì con không chỉ tìm chồng cho con mà tìm con trai cho ba mẹ con. Tìm bố cho con của con nữa, cho lũ mèo nữa. Nên là con quan sát rất là nhiều khía cạnh. Và cái cuối cùng để con quyết định con cưới là khi mà thấy ba 60 mấy tuổi rồi mà ba vẫn lo mộ của mẹ. Con mua hoa về tự cắm nha cô, chứ không phải là mua bình sẵn đâu. Mẹ không phải một bình nha, rất nhiều bình. Tụi con cưới nhau được mấy năm rồi ta? 4 năm. 4 năm, mấy bé? Con có một bé trai. Trời ơi, như vậy là 10 mấy năm. 4 năm là chở mèo đi chích. Đúng không? Nuôi heo. 2 năm là nuôi heo, là 6 năm. Bây giờ cưới nhau được 4 năm rồi. Dạ, là khoảng 10 năm. 10 năm. 10 năm đó em. Trời ơi, kinh hoàng. Khi mà các con cưới, làm đám cưới xong á, cuộc sống nó có thay đổi không? Nó thay đổi theo hướng hạnh phúc hơn, vui hơn. Và con cảm thấy hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Cưới xong là ra tiệm chưa? Hay là học nâng cao tay nghề? Hình như là con lấy tiền cưới con đi vay, con phải vay thêm nữa thì con mới đủ tiền đi học cái khóa đó. Xong rồi đến khi mà tụi con có cái lượng khách nó ở trên Sài Gòn nó ổn định rồi và cái việc đào tạo của con cũng được nhiều người biết đến rồi thì con mới mở chi nhánh ở trên đây. Là con chuyển lên đây hẳn.
Bây giờ như vậy là kinh tế là ổn định rồi đúng không con? Thì bạn này là bán đồ để phun xăm rồi. Là mở ra một cái công việc, một cái ngành nữa là bán phun xăm là tụi con tụi con cái đầu tụi con hơi ghê đó nha, rất là đầu tư đó. Bây giờ lấy nhau qua cái phần kia đi, phần kia đi. Những cái tật xấu của nhau nè, ai khui trước đây? Chắc để con nói trước. Chồng con thì không có tật xấu gì hết luôn á, không có một cái tật xấu gì hết. Họ không? Dạ thầy. Có gọn gàng không? Gọn gàng cực kỳ luôn. Chồng con là dọn dẹp trong nhà hết luôn. Có chơi game luôn không? Dạ không luôn. Không thích game vậy luôn. Không thương có bị rửa cực luôn. Kỳ luôn đúng không? Dạ. Chồng con từ hồi con sanh bé đến giờ con chưa bao giờ phải đi rửa ráy tắm rửa cho con luôn. Rồi vậy là có nhiêu tật xấu dồn vô vợ hết rồi. Rồi có hà bây giờ nè, có hà tiện không? Có hà tiện không? Chồng con là con muốn gì cũng được, chỉ cần con vui thôi là được. Nhưng mà ảnh có hà tiện đối với ảnh không? Dạ có. Đó. Tại vì có những người ngộ lắm, không có tiếc gì vợ con hết, nhưng mà với mình á thì là muốn cái gì phải suy nghĩ đắn đo. Dạ, đó là chồng con. Ông không có hà tiện với con, với người xung quanh, với gia đình. Chỉ có mỗi mình bản thân là hà tiện thôi. Hà tiện với bản thân thôi. Không, nhưng mà cái đó tốt cho con mà. Con rất là may mắn đó nghe. Số 1. Con được nhiều người biết đến là nhờ ổng ấy. Là từ cái lúc mà con mang bầu rồi con đi săn là ổng khóc sướt mướt luôn. Ủa sao vậy? Bị xúc động. Biết tin con có bầu với là khóc từ bệnh viện về đến nhà luôn. Chưa săn vô thuốc kích đẻ thôi là ổng đã khóc rồi. Kiểu y tá cũng bối rối không biết sao nó khóc. Con được chứng kiến là con sinh á. Trời ơi, con sợ lắm, thương lắm luôn ạ. Thường người ta nói á, chồng mà thương vợ quá đó thì trong cái thời gian vợ mang bầu á là đôi khi cái người chồng gánh luôn cái chuyện gọi là ngán á. Dạ đúng rồi, chồng con nghén 9 tháng 10 ngày. Còn ói liên tục. Ngày nào cũng ói hết. Ói rất nhiều luôn. Là có đó nó chị mụ. Nó ói 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà lúc đó con có biết là vì là con ngén dùm vợ con, hay là con sợ là con bị một cái bệnh nan y gì đó? Con cũng đi khám. Thì tuần bác sĩ khám bầu cho vợ con á, bác sĩ kêu chắc ngén thay vợ rồi. Là ăn vô lỗi hả? Nó ói 9 tháng 10 ngày rồi. Đói. Cái đó mà nếu mà mình không biết là mình ngán giùm á là mình sẽ sợ mình bị cái bệnh năng y gì đó. Đúng. Con một ngày con ói mấy bận? Có khi 4-5 lần à. Thì cứ ăn vào. Ăn vào là ói đúng không? Con kể cái khoảnh khắc mà vợ con sanh mà con chứng kiến đi. Lúc đó con thấy làm sao? Trời con nước mắt chảy quá trời, kêu cảm ơn em. Con cứ vậy đó hả? Rồi lúc con bồng cái đứa con của con lần đầu tiên thì sao? Con rung. Con có khóc không? Con chắc chắn rồi. Chắc chắn luôn. Chắc chắn rồi. Bây giờ phải hỏi tới chồng nói cái tật xấu của vợ cho cô nghe coi. Vợ con thì kiểu là lo làm quá, ngày nào cũng tới 4-5 giờ sáng mới ngủ. Dữ vậy? Dạ. Có nghĩa là theo con đó là cái tật xấu tham công tiếc việc quá đúng không? Ủa nhưng mà làm cái công việc phun xăm mà sao con lại thức tới 4-5 giờ sáng, con làm gì? Tại vì con đào tạo nữa mà học viên ở nước ngoài nó trái 4 giờ, cả online cả trực tiếp luôn. Đâu, học viên thì ở nước tối là con phải chấm bài nữa. Rồi sao nữa Cường? Dạ, với vợ con là kiểu là hay mua sắm thả ga. Sắm online phải không? Bệnh mà bệnh kinh niên của tất cả các bà vợ. Mua sắm online đó phải không? Mà có khi nào mà mua xong rồi về nhiều khi để đó thôi mà cũng không sạch. Dạ có nhiều. Như kiểu mấy bé nhân viên con dưới kìa, nó nhận hàng là nó hết hồn, là ngày nào cũng 5-6 đơn rồi có khi 7-8 đơn à. Ghiền rồi. Bà ghiền đúng không? Rồi. Mua vậy thôi. Không phải đâu, con là một người kiểu làm được thì phải hưởng thụ được. Chứ mình làm mà mình để dành cho ai? Không, nhiều khi con biết không, nhiều khi nó bị phí là do là con mua rồi mà con quên con mua nữa. Có không? Con, dạ có. Chắc chắn luôn. Là mua lộn, thôi nhưng mà đó là cũng là cái thật xấu đó. Nhưng mà con xài tiền chồng con, chứ tiền con thì con để dành. Đó, thấy chưa, thấy ghê không? Vậy là thật xấu rồi đó. Rồi sao, còn cái gì nữa không? Hơi nóng tính rồi. Dạ, vậy hết rồi. Hết rồi. Dạ. Thế con mong muốn vợ con thay đổi gì? Chăm lo tới sức khỏe nhiều hơn. Lo sức khỏe cho bản thân mình nhiều. Thương đó. Nhiều khi tham công tiếc việc quá đó con, cũng mệt lắm đó. Tại năm nay con còn nhỏ mà. Ông chồng hoàn hảo này nè, là ông không có tật xấu. Nhưng mà nếu như để cho con á có một điều mong muốn ở chồng đó, thì con cần nói với chồng cái điều gì? Con cũng chỉ mong chồng con để sức khỏe thôi. Tại vì ông nói con vậy chứ ông cũng ngồi làm hàng đến 2-3 giờ. Thế hai đứa này giống như là trời sinh ra để dành cho nhau em ơi. Không còn gì để nói nữa. Chương trình chỉ mong muốn là tụi con cứ hạnh phúc mãi như thế. Rồi. Tụi con hoàn hảo mãi như thế nghe chưa? Dạ. Chúc mừng hai bạn đã tìm được một nửa của nhau là hoàn hảo đó. Và rất hợp nhau. Xin cảm ơn. Con cảm ơn. Thì xuống thấy anh này thư sinh, đeo mắt kiến rồi da trắng, bàn tay thì còn mịn hơn bàn tay con gái nữa. Em thấy
công tử bột quá à. Em cảm thấy không có cảm tình không lắm. Có cảm tình. Dạ tụi em được 4 bé. Cái cô bếp cổ đi về quê, mẹ đem đồ ăn về, mẹ nói Liên bữa nay con nấu ăn nha. Trời em xanh lét mặt mày hết. Em nói anh ơi hết rồi giờ sao anh. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Trọng Tú. Dạ em 35 tuổi, hiện ở nhà là kinh doanh nhà trọ ở Bình Dương chị. Thế còn em? Dạ em là Trần Thị Kim Liên, em nay 32 tuổi, em đến từ Bình Dương. Em ở nhà giữ mấy bé với lại đi phụ ông xã dạy võ. Phụ ông xã gì? Ông xã em dạy võ. Võ gì em? Dạ võ cổ truyền Việt Nam. Cổ truyền Vô Vina anh... hả? Dạ không, võ thiếu lâm. Thiếu lâm mà cổ truyền của Việt Nam. Dạ. Bây giờ anh có một lời đề nghị nha. Bây giờ em biểu diễn giùm anh một vài thế được không? Dạ. Rồi bắt đầu. Dạ. Hi dò. Rồi hay quá. Bây giờ hỏi võ sư nghe. Dạ. Lần đầu tiên Tú gặp bạn gái của mình là ở đâu? Tụi em biết nhau là nhờ người bà con mai mối. Ấn tượng đầu tiên thì em thấy cô này người gì mà sao mà trắng vậy, cừ có răng khểnh giống mình á. Mới gặp thì mình có hảo cảm rất nhiều, mình có thiện cảm. Còn em gặp ảnh sao? Cái gu của em nào giờ là phải dân thể thao hoặc là chơi bóng đá bóng chuyền. Tự nhiên xuống thấy anh này thư sinh, đeo mắt kiến rồi da trắng, bàn tay thì còn mịn hơn bàn tay con gái nữa. Em thấy công tử bột quá à. Em cảm thấy không có cảm tình không lắm. Có cảm tình lúc đó chưa có thuận mắt luôn. Dạ đúng không? Ủa xí nhưng mà anh hỏi nè, cái lúc đó là em đã dạy võ chưa Tú? Dạ chưa có phơi nắng bởi vì dạ, trắng quá đúng dạ. không dạ. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ em vừa tròn 18. Em vừa tròn 18, còn Tú là 20. Dạ. Trời lúc nhỏ xíu à ha. Là cách đây là 10 mấy năm rồi. 14. Tú ơi, em học võ từ khi nào? Nói chung là lấy vợ về rồi mới học, bắt đầu mình học võ. Lý do? Dạ. Nhiều khi mốt vợ có cầm chổi chà dí thì cũng chạy kịp. Trời ơi, lý do là ghét không? Nguyên nhân đầu tiên là sợ học vợ. Võ để tự vệ. Sợ vợ đối với hành. Vợ nãy có chi tiết là gì nè, em phụ cho chồng dạy võ là phụ dạ. gì hay em là cũng dạy phụ luôn. Chồng dạy luôn dạ, dạy luôn cũng dạy luôn là em cũng biết võ luôn dạ. Wow. Mà lý do gì em học võ? Em thì em đam mê từ nhỏ rồi, nhưng mà sau này lấy chồng về thấy ông xã đi học thì em xin đi học theo. Rồi bây giờ cho hỏi nghe, hai bạn ai võ công cao cường hơn? Khi mà lên sân khấu đấu thì anh hy sinh chết nhiều nhất. Anh hy sinh chết trước em đúng không? Nhưng dạ. mà thực sự ra là ai nội công tâm hậu hơn? Anh giỏi hơn à. Là đúng không? Dạ. Ủa mà lúc đó chưa nắm tay người ta, biết nắm tay người ta sao biết tay ta? Em mình? Nhìn qua cái bàn tay anh thấy bàn tay anh đẹp. Vậy thì làm sao mà hai bạn đến được với nhau? Không ưa mà, đã không thích mà. Nhưng mà qua nhiều lần tiếp xúc với lại là hai đứa có đi chơi, đi uống cà phê thì cảm thấy anh này chu đáo. Dạ quan tâm dữ lắm. Cái gì tốt đẹp nhất thì đều nhường cho em hết. Nên là em thấy người này tốt với mình quá. Với lại cái động lực nhiều nhất của em là em cảm thấy gia đình bên anh Tú á, ba mẹ rất là hạnh phúc. Dạ. Nên là em cảm thấy ngưỡng mộ lắm. Em muốn là một thành viên trong gia đình. Từ khi mà lúc tiếp xúc được với ba mẹ. Nhưng mà quen nhau lâu không rồi mới đám cưới? Dạ cũng lâu. Lâu à? 4 tháng. 4 tháng quá ha. Ôi 4 tháng trời lâu. Dạ chưa tính tháng mới đám cưới. Cách đây bao lâu rồi ta? Dạ 14 năm chị. Mà nó nghe nè. Dạ. Tình yêu mà có 4 tháng mà đã đám cưới luôn rồi. Vậy thì cái mức độ thân thiện của tụi em, cái mức độ mà gia chạm của các em là tới đâu? Đám hỏi xong là hai đứa thì mới được phép, thì lúc đó là làm đám xong rồi vô nằm nghỉ ngơi trong buồng. Thì lúc đó là mới va chạm nhẹ là ôm hôn thôi. Còn cái gì là để lại cho đêm tân hôn đúng không? Dạ. Vậy đêm tân hôn nó có đặc biệt không? Đêm tân hôn anh Tú làm lãng mạn lắm. Em thấy như trong phim, hoa hồng rải trên giường rồi nến thơm. Em nói trời, xong bước vô mở cửa vô cái phòng ngủ đẹp quá mà anh chuẩn bị đâu hồi nào á, em đâu có biết đâu. Với lại một cái đầm ngủ thiệt là đẹp để đó. Ảnh cầu hôn ngay trong đêm tân hôn. Ảnh nói bây giờ bé chịu làm vợ anh chưa?
Trời ơi, cưới ta rồi mà hỏi câu, hỏi một cái câu mà thiệt á. Hỏi cho con. Lúc đó mà tỷ dụ nó không, em không chịu thì giờ làm còn sao gì? Không lẽ trả nhẫn lại sao? Cái lời cầu hôn đó là những cái gì nó diễn ra trơn tru không em? Dạ cũng tạm tạm. Dạ lần đầu mà anh cũng chật vật chứ. Lúc đó bé mới 20, bé này 18, biết tại cái gì mà không chật vật. Hai đứa là lần đầu tiên của nhau đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn. Rồi hai đứa có con chưa? Dạ tụi em được 4 bé. 4 đứa luôn. Lâu lắm rồi mới tên. Lâu lắm rồi chị mới tính nói câu đó đó. 4 đứa mà phọt đứa nào cũng ngon lành hết trơn vậy thiệt. Nhìn tụi em giống như mới cưới hồi hôm vậy đó. Dạ. Rồi đứa lớn nhất là mấy tuổi? Dạ đứa lớn nhất là 10 tuổi, bé gái 10 tuổi rồi, 4 năm sau mới dạ, có con. Dạ 4 năm sau. Năm 2008 em có một lần có em bé, nhưng mà bị hư. Tội lần đó em buồn khủng khiếp luôn, mà cảm thấy mình y như là người vô dụng á. Tự nhiên mình có em bé mà mình không giữ được á. Nhưng mà lý do tại là mình không biết hay sao? Mình biết là có em bé nhưng mà mình không có nhẹ nhàng, không có nghỉ ngơi nhiều á. Cảm thấy là y vào sức khỏe quá. Em bị tâm lý nhiều lắm luôn. Em cứ nói anh Tú thôi, bỏ em đi để tìm người khác sanh con cho anh, chứ em hư quá à, có con mà em không giữ được á. Tối nằm cũng nằm ôm anh Tú ngủ mà ướt, khóc ướt áo ướt ngực ảnh hết. Sau đó là bao lâu rồi mới có đứa đầu tiên bây giờ? Dạ 2 năm. Thì cái cảm xúc của em lúc đó làm sao? Tháng nào hai chồng cũng canh hết trơn á. Thành ra là cái lần đó biết sớm quá, anh Tú mới nói thôi từ từ mình hả báo. Cái bé đầu kia là mình vui quá. Mình báo hết người này người kia rồi mình kiểu như là mình vui quá độ đi á. Thành mình ra nghĩ là nó không có tốt. Dạ. Đúng không? Bây giờ cứ mình cứ từ từ bé nó chắc chắn rồi mình sẽ thông báo cho ông bà. Thông báo cho bạn bè sao. Rồi bé đầu xong rồi bé tiếp tục là bao lâu mới có? Dạ em có liền luôn. Có em không dám ra được cái ra ngoài luôn. Dạ. Đúng rồi. 9 tháng sau á. Là ra nữa? Dạ. Rồi cái đứa thứ ba? Đứa thứ ba thì em cảm giác là ngưng lại thời gian là 2 năm. 2 năm? Dạ. Rồi cái bé thứ tư? Là 3 năm. Năm 1, năm 2, năm 3. Chưa có năm đại học. Còn bây giờ có con tiếp nữa không? Em ngưng rồi. Anh Tú nói năm sau, 5 tuổi anh đẻ con gái Úc, nó ẩn tuổi cha tốt lắm á. Dụ em hoài. Có nghĩa là thêm đứa nữa là đặt tên là đại học. Dạ. Bây giờ bắt đầu mình đi vào cái phần mà quan trọng đó chị. Anh chị ha, thấy hai vợ chồng này vui quá à. Đại hội vạch mặt đó, cái phần đó đó. Anh ấy có những cái tật xấu gì nè? Ông xã em thì em thấy ít tật xấu lắm. Nhưng mà có một chút xíu chơi game. Mê game. Dạ. Có hơi lớn tiếng với con một chút. Trong mắt em vậy là cảm thấy anh bây giờ là hoàn hảo. Thôi bây giờ tới em. Tới em đó. Bé Liên vợ em thì xấu ăn, xấu ngủ, xấu ở. Xấu ở là sao? Xấu ở là mỗi lần mà nhà cửa bời bộn, rồi đồ đạc để không đúng nơi, con cái thì nói chung là đi học giờ thì mấy bé để đồ đạc lung tung hết. Thì cằn nhằn trong nhà với em vậy đó. Cái đó là cái mình xấu ở đó. Xấu ăn là sao? Đói lên là phải hối thúc em. Nhanh xấu đói. Không ăn là quạo. Là xấu đói. Đói bụng là quạo luôn. Mà bà có giỏ nữa. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa nè? Hết rồi, có nhiêu đó thôi. Mười mấy năm ở chung với nhau mà cái tật xấu mà hai người kể mà thấy có chút xíu, nó nhỏ nhoi quá, giờ sao đây? Thôi để coi. Vậy em muốn vợ em thay đổi gì không? Liên nấu ăn ok không? Gần đây thì nấu ăn ngon. Cười kìa, cười kìa. Cười có nghĩa là chắc cũng được thôi, đúng không? Có một lần là hồi đó mới cưới là em chưa có biết nấu ăn. Cái cô bếp cổ đi về quê, mẹ đem đồ ăn về, mẹ nói Liên bữa nay con nấu ăn nha. Trời, em xanh lét mặt mày hết. Em nói anh ơi hết rồi giờ sao anh. Rồi cái anh nói để anh xuống anh nấu 1 phút 30 giây xong xuôi hết. Vậy là Tú nấu ăn ngon. Dạ nấu ăn ngon. Bưng lên cái ba mẹ ăn, ba mẹ nói y Liên bữa nay nấu ăn được á ta. Ôi ơi, ai ngờ đó. Đâu hai chồng ngồi cười tủm tỉm. Lần đầu tiên ba mẹ biết điều này. Bây giờ ba mẹ biết. Coi như là một bí mật giấu mười mấy năm, bữa nay mới lòi ra rồi. Nhưng mà giờ dâu đã nấu ăn được rồi. Vậy sao giờ Liên muốn Tú thay đổi điều gì? Em chỉ muốn ông xã em giữ gìn sức khỏe, ngủ đúng giấc, rồi ăn đúng giờ, với lại có dạy con thì nhỏ nhỏ, đừng lớn tiếng với con nhiều quá. Rồi Tú có mong Liên thay đổi gì không? Dạ không có đâu.
Vậy gì? Thôi đó hả? Giữ nguyên giữ vậy nguyên đó hả? Cũ. Trời ơi, cái cặp này tôi nói thế là quá đặc biệt luôn á trời ạ. Mười mấy năm mà thứ nhất là nhìn phọt của hai anh chị giống như mới cưới hồi hôm. Đúng rồi, anh bất ngờ á. Bốn đứa con rồi mà cái tình cảm á, mà nói với nhau á, cũng giống như mới cưới hồi hôn. Thì á, chương trình chỉ biết là đầu tiên là cảm ơn tụi em từ Bình Dương lên đây tham gia chương trình, chia sẻ về cái hạnh phúc của mình. Sau đó là chỉ biết chúc tụi em cứ như thế hạnh phúc hoài như vậy thôi. Và cái lò vỏ ngày càng phát triển. Đúng rồi, càng nhiều môn sinh. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Cho em thêm vô chỗ này, khi cô gái bằng tiếng Anh thì tự tin hơn. Đương nhiên rồi. Thấy thằng cha này ngộ, tay không ra tay, ta không ra ta. Vậy lúc đó Eric thấy Uyên xấu như vậy thì Eric cảm nghĩ sao? Thấy hết hồn không? Muốn đi luôn. Cái mấy anh ơi, giờ nói lại lần nữa đi. Cái ông nói bây giờ có lấy cái nhẫn không? Không lấy nhẫn là anh đấm vô mặt cho cái bây giờ. Trời ơi. Và để mở đầu cho chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên để xem họ mang đến câu chuyện gì đến cho chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Em là người nước ngoài đúng không? Đúng, dạ đúng. Dạ. Ủa sao chị hay vậy? Ủa nhưng mà sao chị nhìn sao mà chị biết là người nước ngoài vậy? Tại vì cái nét của em á nó cũng không có giống Việt Nam nhưng mà cũng không có hẳn, tức là hiện giờ là thực sự là không có biết là cái nguồn gốc thôi. Nhưng mà sao bạn lại nói được tiếng Việt? Em sống ở Việt Nam 6 năm rồi. 6 năm. Dạ. 2 năm ở Hà Nội, 4 năm ở Sài Gòn. Và em là người Mỹ là Nhật. Vậy là chị hay ha. Ảnh là gốc Đức á chị chứ không phải là gốc Mỹ. Châu Âu. Trời ơi hay quá. Ủa vậy ba mẹ là người gốc Đức nhưng gốc mà Đức. Sống ở Mỹ, còn mẹ là người Nhật. Rồi bây giờ Hân Hạnh chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Eric Bielefeld. Năm nay em 41 tuổi và em làm kỹ sư máy tính cho công ty Mỹ. Còn em? Dạ em tên là Nguyên, em 35 tuổi, em là nội trợ. Tụi em kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Dạ tụi em kết hôn vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Có nghĩa là nay được 8 năm. Dạ 8 năm hơn. Như vậy đây sẽ là một trong những cặp vợ chồng mà giống như chương trình đã nói với quý vị khán giả. Có nghĩa là mình sẽ có những cặp vợ chồng mặc dù họ vượt trên cái 5 năm. Nhưng mà thứ nhất là cái cuộc sống của họ tương đối là đặc biệt. Có nhiều những câu chuyện thú vị để chúng ta có thể chia sẻ, từ đó chúng ta lấy những cái kinh nghiệm cho cái cuộc sống tương lai của những cặp vợ chồng son mới về ở với nhau. Thành ra là chương trình rất là vui đó, rất là vui khi mà tụi em có mặt ở đây đó. Hai bạn là đã có baby chưa? Dạ em có hai cháu gái, một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi. Hai bé đều rất là quậy. ở bên kia hay về đây với tụi em? Dạ về đây luôn ạ. Tụi em hiện tại đang sống ở Việt Nam được 14 tháng rồi. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình. Eric với Nguyên có thể cho anh biết là hai bạn quen nhau từ khi nào và cái mối tình của các bạn nảy nở ra sao? Em và Nguyên gặp nhau lần đầu tiên ở đám cưới của chị gái của Nguyên. Và lúc đó khi em vào tiệc cưới, em lên cầu thang và thấy một cô gái rất đẹp, tóc xoăn, mặc áo đầm đẹp. Khi em giới thiệu với Nguyên, em mới biết Nguyên nói tiếng Anh rất giỏi. Thì em được nói chuyện thoải mái với cô ấy. Cho em thêm vô chỗ này, khi cô gái bằng tiếng Anh thì tự tin hơn. Đương nhiên rồi. Thế còn Nguyên, lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em có ấn tượng gì về anh không? Dạ thì đầu tiên em gặp anh này em ấn tượng giống như chị Hồng Vân nói vậy. Thấy thằng cha này ngộ, tay không ra tay, ta không ra ta. Dạ nhưng mà lúc đó thì tại vì đám cưới Việt Nam anh chị biết rồi đó, cũng 600 khách thì mình cũng không có để ý là từng người khách như thế nào. Thì không có ấn tượng. Ảnh để ý em từ lúc đó. Thì đến cái lần thứ hai gặp lại là ở đám cưới của cái người bạn, cũng bạn chung luôn. Thì ảnh, dạ đúng rồi, ảnh ngồi ảnh canh me sẵn. Đó là xin để được ngồi kế bên em. Xong thì ngồi nói chuyện với em. Thì khi mà ảnh nói chuyện á, ảnh rất là thông minh ở chỗ là ảnh không có hỏi gì về cá nhân của em hết. Ảnh chỉ toàn hỏi về công việc thôi. Lúc đó em đang làm cho công ty quảng cáo. Thì em cảm thấy, ồ ông này chắc khách hàng tiềm năng gì đây, sao quan tâm dữ vậy. Xong cái ảnh mới hỏi xin em cái name card.
Thì em nghĩ hồi chắc được thôi mình tặng đi. Thì khi mà em đưa ảnh xong rồi á, ảnh cất cho túi kỹ rồi nha. Cái mới nói thật ra là anh không có quan tâm đến quảng cáo, anh chỉ muốn làm quen với em xin số điện thoại thôi. Trời, lúc đó em muốn giật cái hạt lại ghê luôn mà hết đường ra hụt hẳn hụt hẳn. Em đeo đuổi bạn này lâu không? Sau khi hai đám cưới đó, em và Win gặp nhau mấy lần, nhưng mà Win bình thường đến trễ hoặc là huy hẹn luôn, và em thấy rất là bực mình và không biết tại sao. Thì em nói chuyện với một bà thần và anh ấy nói chắc là Win có bạn trai rồi. Và đây là lý do không gặp em được. Tại vì lúc đó em làm cho công ty quảng cáo thì cái tuổi trẻ mình rất là sung sức, thì công việc nhiều lắm. Em hẹn anh, ví dụ như hẹn 6 giờ đi, cái khoảng 5 rưỡi em gọi, nói anh ơi chết em tới không được, em kẹt họp. Bây giờ anh ráng đợi tới 7 rưỡi đi. Cái 7 rưỡi em gọi, nói thôi chắc em đi không được luôn, anh về giùm em. Cứ lặp đi lặp lại, mà không phải em muốn mà tại vì công việc của em thôi. Sau đó thì tụi em không có liên hệ một thời gian rất là dài. Thì vô tình ảnh mới quen được một cái cô bạn làm chung công ty với em luôn. Cái anh mới kể là quen nhỏ đó mà nó chảnh quá, chắc nó có bồ nó này nọ. Thì cái cô đó, cô nói không, nhỏ nó ế nhăn răng đó chứ. Nó còn ngồi cho công ty nó làm, tao chắc chắn là giờ chắc là nó còn làm tới sáng hôm sau đó. Thì anh mới biết thật sự là em bận thì thì bẵng đến gần Noel năm đó đó. Thì em cuối năm thì em phải nhắn tin chúc mừng Noel cho khách hàng. Cái em lười, em mướn nhỏ em họ của em cho nó 50.000 đó, giờ tao soạn sẵn tin nhắn, mày nhắn hết vô khách hàng của tao giùm nha. Chỉ cần nhắn y chang vậy thôi. Thì nhắn theo group mà cái vô tình cái dính cái tên ông này vô. Cái ổng tưởng đâu là em nhắn cho ổng, ổng trả lời quá trời luôn. Cái em thấy ổng trả lời thì em không biết là em nhắn cho ổng. Em tưởng chùa ông này sao chung tình quá, bị mình xù độ cả 6-7 tháng nay mà vẫn như vậy. Cái em mới quyết định là gặp lại, và kể từ đó là hai đứa gặp lại thường xuyên hơn. Lâu rồi không liên hệ với Win, và khi bắt đầu gặp lại em thấy vui. Và lúc đó khi gặp nhau, đây là lần đầu tiên Win đến trước. Đến trước em. Dạ, bình thường đến trễ. Chuộc lỗi đó, ý như là Win chuộc lỗi với em rồi. Một lần á, là ảnh hẹn em đi ăn, thì lúc này em nghĩ là chắc là em muốn thoát ế rồi. Chắc là phải làm sao cho ông này vô trồng thôi, chứ giờ hoài cũng không nói gì hết, kỳ quá. Thì hôm đó cái em mới nói là anh này thì chắc là mê gái, nên gặp em lần đầu tiên là khen em đẹp, em trang điểm, em làm tóc này nọ. Cái lần đó thì em quyết định là đi gặp ảnh á, là em không trang điểm gì hết. Em để mặt mày em dính sơn, tại vì nhà em đang sơn sửa nhà đó. Rồi tóc tai bù xù, rồi em mang dép kẹp. Cố tình làm xấu đó. Dạ, em cố tình, không em xấu sẵn nên nghe là không trang điểm thôi. Cái em đi gặp ảnh, thử xem cái thái độ ảnh như thế nào khi thấy con người thật của em là như vậy. Thì em tới nơi cái em thấy ảnh mới đầu chắc nghĩ là cũng hơi bị dội, chắc tính chạy, nhưng mà suy nghĩ sao cái cũng ngồi nói chuyện với em. Xong rồi cái hai đứa bắt đầu quen nhau từ hôm đó. Thì lúc đó Eric thấy Uyên xấu như vậy thì Eric cảm nghĩ sao, thấy hết hồn không? Muốn đi luôn mà nếu đi thì mất lịch sự thì vẫn ở đó nói chuyện. Thật sự là muốn đi luôn đúng không? Thật là em không chỉ muốn gặp phụ nữ đẹp, muốn cô gái đẹp, thông minh, thân thiện, tất cả. Thì nếu một lần không mặc mặc áo đẹp thì cũng không sao. Không sao. Coi như là ngày hôm đó là tụi em chính thức quen nhau. Dạ đúng rồi, hôm đó anh rủ em đi cái quán cà phê, lúc đó là cà phê bệt, mình ngồi dưới đất á anh. Cái ngồi nghe nhạc sống, có ca sĩ hát chay cho mình nghe thì rất là lãng mạn. Cái ngồi cái thò tay nắm cái. Em có giật lại không? Dạ em khoái mà giật lại gì. Trời có nhiêu đó. Trời có nhiêu đó. Bao lâu thì anh cầu hôn? Bao lâu thì Eric mới cầu hôn em? Dạ khoảng chừng đâu một năm rưỡi tụi em quen nhau á. Thì ảnh cầu hôn, mà cái cầu hôn của ảnh rất là đặc biệt. Mà em phải nói là em ngạc nhiên luôn. Đó là ảnh bí mật sắp xếp là tặng cho em 12 đoá hoa hồng trong 12 dịp khác nhau. Thông qua một cái người thân của em. Có nghĩa là mỗi đứa hoa hồng đến á là sẽ có thèm theo một món quà và một cái người nào đó đưa cho em, mà em không biết người đó là ai, và kèm theo một cái lá thư kiểu như rất là bí hiểm, như là sẽ có một cái chiến dịch 12 đoá hoa hồng, và khi mà em nhận đủ 12 đoá hoa hồng sẽ có một cái chuyện gì đó rất lớn xảy ra. Thì em đang làm việc ở công ty, cái đoá hoa hồng đầu tiên đến là có cái anh ở cái quán cà phê Highlands, anh gọi cho em, anh kêu là chị ơi có một cái người nó tặng cho chị ly cà phê và đoá hoa, mời chị xuống nhận. Thì em xuống em nhận lên, em cũng không biết ai, em lọc lên thấy lá thư thì em về em cũng khai thiệt. Em nói là anh ơi, hôm nay có thằng nào khùng khùng tặng em bông thú quốc. Thì em không biết của ổng, nhưng mà kiểu như là mình thật thà về mình khai thôi. Thì ổng cũng
cũng nghe nó chết rồi, cái bông hôi quá chắc hôm sau đổi đi mua bông chỗ khác. Đến khoảng cái đó hoa thứ 5, thứ 6 thì em biết là của anh này rồi. Đến cái đó hoa thứ 10 á, là một cái vé máy bay đi Nha Trang và ngày hôm sau là phải đi liền. Thế là em cũng ngạc nhiên nhưng mà cũng ham đi chơi, cái hôm sau gọi điện thoại lên công ty cáo bệnh đi Nha Trang với anh này. Thì ra tới đó mới biết là ảnh thuê riêng một chiếc thuyền chở tụi em đi lặn. Xong rồi đi lặn về sẽ chở đi ngắm hoàng hôn. Thì sau khi ngắm hoàng hôn xong, cái thuyền chở hẳn em đến một cái bãi biển riêng mà ảnh thuê riêng luôn. Trên bãi biển có bàn ăn và có đầu bếp riêng, có người phục vụ riêng và có hoa hồng rải đầy với lại nến khắp nơi luôn. Thì em nói ông này bị khùng làm gì tự nhiên chơi lớn như vậy. Xong rồi cái ông mới dắt em đi dọc theo bãi biển, đi xa xa để cho cái người đầu bếp họ không nghe mình nói gì đó. Cái tự nhiên ông quỳ sụp xuống. Cái ông cầu hôn với em mà lúc đó em cũng run quá, em cũng không biết ông nói gì mà thấy nói quá trời luôn. Cái ông hỏi em bây giờ là will you marry me? Em không biết ông nói gì đâu, em lùng bùng lỗ tai. Cái em nói nãy giờ anh nói em muốn nghe, anh nói lại từ đầu giùm em đi. Ông cũng nói lại từ đầu, cũng nói thiệt là dài. Xong em cũng lùng bùng lỗ tai, em nghe không được. Cái em nói anh ơi giờ anh nói lại lần nữa đi. Cái ông nói bây giờ có lấy cái nhẫn không? Không lấy nhẫn là anh đấm vô mặt cho cái bây giờ. Trời ơi, trời ơi. Cái đó là bực thiệt đúng không? Nói đùa thôi. Thì lúc đó em chìa tay ra liền, thì đem nhẫn vô là xong luôn. Vậy thì là bao lâu tụi em mới cưới nhau? Dạ thì 6 tháng sau tụi em cưới nhau. Em cảm thấy em rất là may mắn. Lúc em lấy chồng á, thực sự là em yêu ảnh nhưng em không biết là ảnh tốt đến như vậy. Người ta nói lấy chồng là loại tật xấu đó, mà thật ra lấy chồng em là loại cá tốt ra. Đó là ảnh cực kỳ tốt ở cái chỗ là biết chăm con. Giống như em lâu lâu cái em quải giỏ em đi chơi mấy bữa là ảnh ở nhà chăm hai đứa con luôn á. Dạ. Rồi chị ơi, bây giờ chuẩn bị tới cái phần giặt mặt, giặt mặt bây giờ nhau, khui tật xấu nhau. Bây giờ em nói gì rồi, bây giờ có tật xấu gì của anh đâu nữa mà anh, em kể cho anh nghe. Anh có tật xấu gì không? Ráng bươi. Dạ, có nhiều thôi. Lắm nhiều. Trời ơi, có nhiều lắm. Chồng em á thì bê bối. Thì em nghĩ đàn ông nào thì đa số đều là bê bối, chắc đây cũng vậy. Trời ơi, bác khẳng định mình luôn à. Không, tại vì em chê chồng em phải chê mé mé nữa chứ không có. Ví dụ như đi tập gym về đi, cái tụt cái quần xuống cái để cái vòng tròn nghỉ đất, cái đi ra bước ra và cái bước ra cái đi luôn. Dạ, xong cái để đó khi nào em dọn thì thôi. Với lại lâu lâu thì anh cũng có đi đi nhậu. Mà đi về cái hay bị ói, mà đi mỗi lần đi là đi luôn tới 2-3 giờ sáng, về cái mỗi lần là ói mà rất là sợ. Vừa thấy mặt em mở cửa ra một cái là anh lỡ anh ói rồi anh xin lỗi em. Xong em thấy tội tội em tha. Thôi nhưng mà anh thấy quá dễ thương. Cảm ơn. Tới em đó. Rồi Eric, Quyên có tật xấu gì không? Dạ, anh có tội dàng không? Bởi vì Quyên có nhiều, nhiều tật xấu. Em cứ nói đi, em cứ nói đi. Nói đi. Đây là cơ hội để em nói đó. Vì Quyên mê ngủ. Mê ngủ. Luôn luôn ngủ trễ. Bình thường em thức dậy trước, sau đó hai con, cuối cùng là Quyên. Đó nghĩa là em thức dậy là em lo cho hai con hết luôn. Và em phải nói với Quyên, vợ ơi, thức dậy đi, hay còn phải đi học. Rồi còn gì nữa, nữa? Mê ngủ. Khi Quyên giận, nhìn rất đáng sợ. Giống giống một người giống như con lion, giống như con lion đúng không? Yeah. Giống không? Giống như bị khùng hả? Và lúc đó em phải chỉ im lặng, không nói gì. Nếu nói Quyên không nghe, không nghe gì cả. Có đập đồ không? Thỉnh thoảng điện thoại một lần. Một lần điện thoại, có đập chén không? Đập bát ăn cơm á, có đập không? Chưa. Chưa. Và nữa là bàn chân Quyên bị nứt nẻ. Giống dạ. Nhảy nhắm. Dễ nhám. Tại mình ở Mỹ da nó khô quá chị. Bên Mỹ chị đi chị biết nó khô hơn ở Việt Nam nhiều. Thì qua bên đó hay bị nứt gót chân. Nhưng mà bây giờ mình đang ở Việt Nam vẫn như vậy. Em bị thiếu chất á. Dạ em cũng nghĩ vậy. Rồi còn gì nữa không Eric? Thế thôi. Tại nói chung về cũng muốn em nấu cơm cho ăn nên đâu có dám vui tiếp. Eric có muốn vợ Eric thay đổi cái gì không? Dạ em nghĩ em rất may mắn gặp người tốt giống Nguyên. Thì em không muốn thay đổi nhiều. Em chỉ muốn Nguyên tập thể dục một chút nữa để tốt cho sức khỏe. Sức khỏe. Rồi còn Nguyên, Nguyên muốn anh thay đổi điều gì?
em nghĩ anh cũng không có cần phải thay đổi gì hết. Nhưng mà chắc là phải tập thể dục nhiều hơn để cho hai vợ chồng khỏe mới có sức đi chơi. Thực ra với vợ chồng của Quyên với lại Eric á, Vân rất muốn chia sẻ với quý vị khán giả cho tới bây giờ là tụi Vân đã làm chương trình Vợ Chồng Son là được gần 5 năm trời rồi. Tiếp xúc với rất là nhiều những cái cặp đôi. Nhưng mà có một cái điều Vân để ý, Vân thấy gì nè. Tất cả những cặp vợ chồng nào mà những cô gái Việt mà lấy chồng nước ngoài á, khi mà các bạn lên đây tham gia thì Vân đều có một cái cảm nhận là cuộc sống của những người vợ mà lấy chồng nước ngoài họ rất là viên mãn. Xin cảm ơn vợ chồng Eric và Quyên đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Xin chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc. Rồi, cảm ơn chào anh chị.